đô hơn, cái số tiền kiếm được nó cũng nhiều hơn. Cho về ba mẹ em tậu giường đất này nọ, trả nợ. Xong khoảng thời gian đó em tính là em nghỉ rồi, nhưng mà lúc đó là gần nghỉ rồi, còn 2 ngày nữa là em nói với anh chủ là cho em về quê. Thì là em xin nghỉ luôn hả? Dạ. Cái em gặp một cái khách này, là cái người này người ta giúp đỡ em, người ta thương em, người ta nghe em kể câu chuyện của mình á, người ta mới cho em tiền đi học make up. Em trở lại Gò Vấp em học. Bắt đầu thì em mới triển khai, em về Cần Thơ của mình đó, em học thêm móng mặt về da nè, rồi sau đó thì em mở tiệm. Tại sao em không bắt đầu cái công việc của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, việc make up á, mà em lại quay về Vĩnh Long? Tại vì em thấy nó xô bồ quá. Cái ngưỡng cửa mà mình bắt đầu mình cảm nhận cái bản thân của mình không còn sạch nữa là ở cái mảnh đất này. Cho nên là em nghĩ là bây giờ tìm cái mảnh đất khác mình vun trồng lên đi. Rồi từ từ nếu như mà sau này cái mầm của mình nó tốt đó thì mình trở lại cũng không có muộn. Là em muốn trốn tránh khỏi những cái câu chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi lần nhớ lại cảm thấy là giống như là mình lên mình có thể là mình dạy cho người ta những cái bài mà nó sạch, nó đẹp, nhưng mà thật sự cái bản thân của mình không ra gì hết. Tại vì nghe cái mảnh đất Sài Gòn này là bạn ấy đang không trồng sạch rồi, nên bạn ấy muốn trở về một chỗ khác, người ta không biết về mình thì mình về ấy sống hơn. Dạ. Mà sao mặt em đỏ à, hơn hiện luôn. Tại em đang cái vi tinh chất á, vô em tái tạo cho da mặt đẹp. Dạ. Công việc make up của em nó có suôn sẻ không ta? Dạ cũng ok. Ở đó thì chủ yếu là em làm cô dâu đi dạ tiệc, cái thứ hai nữa là làm cho mấy chị doanh nhân mà đi nhận về mấy cái chứng nhận về mỹ phẩm rất là nhiều. Em mở spa. Dạ đúng rồi. Vẫn ở Vĩnh Long luôn. Dạ, phần ở Vĩnh Long luôn. Công việc em bây giờ chắc ổn định rồi đúng không? Dạ, công việc cũng ổn. Rồi cái sự nghiệp của em bây giờ nó khá thành công như vậy á. Dạ. Thì ba mẹ của em đối diện với cái vấn đề giới tính của em như thế nào? Có lẽ là từ khi mà em làm thì em cắt được nhà cho ba mẹ, thì lúc đó là ba em có cái nhìn thoáng hơn, thiện cảm hơn với em. Và đến hiện tại bây giờ thì ba em chấp nhận rồi. Dạ. Và chấp nhận một cách là có thể nói là ba em chấp nhận thuyết phục á. Tại vì ngày xưa ba em từng nhận xét em như thế nào thì ngày hôm nay thì những cái minh chứng đó nó được đáp trả lại hết. Thứ nhất em và em thành công. Dạ. Và em lo cho gia đình. Điều đó chứng minh là người LGBT hay là con trai gái bình thường đều xứng đáng. Dạ đúng rồi. Tại vì em vẫn giỏi như một người con trai gái bình thường. Em vẫn lo cho gia đình, em vẫn có hiếu. Dạ. Em thành công vậy thì chuyện nghĩ cái giới tính em như thế nào thì ba mẹ em cũng sẽ công nhận và yêu thương em. Em xin chào anh Minh Tuân, em xin chào chị Lâm Khánh Chi và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Come Out. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Văn Tài. Hiện tại thì công việc của em là chuyên viên bar và makeup. Em đang làm việc tại Vĩnh Long ạ. Là em từ Vĩnh Long lên đây. Dạ đúng rồi. Anh nghe mọi người nói là em là hot TikToker đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái chủ đề ở trên cái kênh TikTok của em là làm về cái gì Tài? Mọi người hay là các bạn mà theo dõi TikTok em á, thường gọi nôm na là mọi người thường cho là em giống như là một hot về quà tặng cuộc sống gì đó. Là ưa chuyên về chia sẻ những cái cung bậc cảm xúc về cuộc sống của mình, những cái điều mà mình đã trải qua như thế nào đó, để giúp cho mọi người có được những cái bài học, cũng như là mọi người có thể là vui hơn khi là gặp những cái chuyện gì, sự cố gì đó trong cuộc sống của mọi người. Rồi mấy cái chủ đề đấy là Tài lấy từ ở đâu ra? Một phần á, là ngày xưa là tại vì do là em đam mê, với lại là em chuyên nghiên cứu về tâm lý. Thứ hai nữa là những cái việc mà mình đã trải qua. Thứ ba thì em sách vở đó. Em quen rất là nhiều TikTok hay sao? Không, mới ban đầu thì em chỉ lên để mà chia sẻ thôi, nhưng mà không ngờ là được cái sự hưởng ứng từ mọi người khá là nhiều. Em có thể thử cho anh một đoạn ở đây để anh xem thử không? Dạ được ạ. Lỡ thời sinh ra là một người con gái, không biết như thế nào, nhưng chắc chắn rằng người phụ nữ nào cũng khổ. Ví dụ như là con ông cái, dẫu biết là được bao quanh bởi hàng trăm ông đực, được dân đồ ăn đến tận họng, nhưng chỉ được một thời gian, rồi sau này phải cong đuôi vất sức mà đẻ con cho chúng. Còn phụ nữ, lúc còn trẻ thì được mệnh danh là con gái, khi lấy chồng về, được trao thân bởi con đàn bà. Ngày xưa thì bao quanh bởi công dung ngôn hạnh, ngày nay thì bị các cái tấm gương phụ nữ khác ám ảnh. Người phụ nữ không bao giờ và ít khi nào có được cái thú vui thỏa mãn riêng cho mình. Và từ ngày xưa cho đến ngày nay, người phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi, đến thời hiện tại vẫn như vậy. Và hy vọng rằng những người phụ nữ nếu như xem được clip này, hãy trân trọng bản thân của mình hơn. Nhìn hay đó. Về cái giọng đọc của em, cái giọng đọc rất là cái hay, cái giọng của em rất là hay, dễ thương. Dạ, ngày xưa thì em có tham gia những cái phong trào của trường, thì đi thi tỉnh huyện rồi như là dẫn chương trình đó. Em có bao giờ có cái ước mơ làm lồng tiếng hay là cái đó là ước mơ ngày xưa tại vì gia đình em thì cũng không có được cái giọng rất là hay. Cho nên là cái ước mơ với lại cái đam mê của em thì không thực hiện được. Nhưng bây giờ em còn ước mơ không? Dạ có, nếu như mà có cơ hội được một lần đứng trên sân khấu. Tại vì em hát cũng được, với lại là em dẫn chương trình cũng được. Lồng tiếng thì em càng thích hơn. Cho anh hỏi về câu chuyện tuổi thơ của Tài đi.
Tuổi thơ của em thì em nghĩ nó cũng giống như những các bạn khác thôi. Nó chỉ thay đổi một số, đó là nếu như người ta bản năng là con trai hoặc là con gái thì bản năng của em lại là mang một cái giới tính là giới tính thứ ba. Như là người ta thì thường thích chơi búp bê này nọ, nhưng mà em không có thích chơi mấy cái đó. Em chỉ nhận biết là bản thân của em như vậy khi ba mẹ dẫn đi mua đồ ngoài chợ á. Thường thường cái phong cách mà mình lựa đồ á, như ba mẹ lựa siêu nhân này kia thì không có chịu, mà lựa hình mà có con gái này cũng không thích. Lựa như thế nào mà bận vô nhìn nó sang, nó không ra nam mà nó cũng không ra nữ luôn. Là em mới thích. Dạ đúng rồi. Bây giờ người ta gọi là unisex á. Unisex, dạ đúng rồi. À, là từ xưa là em đã biết mình thích những dạ, cái đúng đấy rồi. Từ nhỏ lắm, khoảng tầm mẫu giáo là biết rồi. Rồi khi mà bố mẹ thấy em chọn cái đó, bố mẹ có ý kiến gì không? Ngày xưa thì ba em thì với mẹ em thì nghĩ là tại vì nó còn nhỏ, coi như là cái sở thích của nó thôi, sau này lớn thì mình xem nó có như thay đổi như thế nào rồi mình dạy dỗ nó. Rồi lớn lên thì sao em? Lớn lên thì em thấy càng ngày thì nó càng hơn như vậy nữa. Bắt đầu vào năm cấp 2 thì bắt đầu là hiện tượng đó là make up nổi lên nè, là em bắt đầu make up. Em đi học hả? Dạ đúng rồi, make up đi học. Nhưng mà ngày xưa make up đi học thì nó nhạt nhẽo lắm, nó không có được sắc nét như là những cái chương trình của mình làm cho cô dâu hay là này nọ đâu. Mình làm đơn sơ thôi. Mình cũng chập chững mình bước vào, đó là mình đam mê về make up. Nhưng mà em đi học ở đâu? Em đi học ở đâu? Make up thì khoảng tầm cỡ 2 năm trước thì em mới đi học thôi, và em học ở Gò Vấp. Từ hồi bé đó, em có nhận thức được là mình khác biệt quá không? Không phải gọi là khác biệt, mà là tại vì cái bản năng của em vẫn như một thằng con trai, vẫn có những cái quyết đoán ở trong mỗi câu chuyện của mình, như là giải quyết cái vấn đề gì thì cái bản năng con trai lại nổi lên. Nhưng mà thật sự khi mà nhúng tay vào á, thì em nghĩ cái bản năng là giới tính thứ ba nó cũng khá là tốt, bởi vì em vừa có cái sự bản chất là quyết đoán, cái thứ hai nữa nó là biết được cái sự mềm dịu để mà mình giải quyết cái công việc nó được ok hơn. Có bao giờ em phải come out với gia đình của em chưa? Gia đình em thì cái khó khăn trong come out á, mẹ em á thì không cần come out, tại vì mẹ em đã nhìn nhận được con của mình mà. Còn ba em á thì phải trải qua một thời gian cũng khoảng một năm mấy, tầm 2 năm thì em mới come out được với ba của mình, bởi vì nó rất là khó. Năm đấy là em bao nhiêu tuổi? Năm đấy là em lớp 9 thi lên lớp 10 á, là em bắt đầu là em come out. Em come out là come out với ba thôi, tại vì mẹ ở nhà thì hôm đó về là đi học về cũng có khóc rồi tâm sự. Em dự định là một cái bước ngoặt, đó là từ lớp 9 đến lớp 10 thì cũng đủ ở cái độ tuổi để mình come out với gia đình rồi. Thì khi đó thì ba em thì em mới nhờ mẹ là có khi nào, tại vì mẹ là cái người nằm chung với ba mỗi đêm, dễ tâm sự hơn. Còn em thì khó gần ba lắm, không biết tại sao, nhưng mà từ nhỏ tới bây giờ thì khi mà lại gần ba nói chuyện một hồi, coi như hai cha con nó bị giãn cách ra, nó không có được hòa hợp cho lắm. Em nhờ mẹ thì mới ban đầu thì ba không có đồng ý. Ba khó mẹ lắm. Nói với ba hả? Dạ. Ba nói là nó sẽ thay đổi mà, nó sẽ có vợ thôi. Nhưng mà em thấy đâu có đâu, em ba không có chấp nhận. Dạ. Rồi sau đấy em có phải về trực tiếp nói với ba của em? Em nói với ba, nhưng mà mọi cái việc á, nó vẫn xảy ra nó không có được suôn sẻ cho lắm. Ví dụ như là em đi học về, ăn uống đồ xong, rồi phụ giúp công việc nào cho ba mẹ được đó, em phụ giúp. Rồi em lại chui vào phòng, học bài này nọ, các thứ thôi. Rồi tới chiều vậy đó, mới lủi thủi cái đầu ra ăn cơm. Có một hôm đó thì ba em là đang ăn, ba em ưa xỉn ngủ á. Rồi ba em mới nói một câu là ăn cơm đi. Cái em mấy ra em lấy tô em bới giùm ăn. Thì tại vì bản năng của em không có ăn thịt ăn cá được. Chị ăn cái gì? Em chỉ ăn rau với cây được thôi à. Em ăn thịt với cá không có được. Ba em nói là giới tính thứ ba nó cũng khác thường người thường, nó ăn uống khác quá. Giới tính thứ ba nó cũng khác thường người thường, nó ăn uống khác quá. Mình mang câu nói đó mình vô buồn, mình khóc, mình ấm ức. Nhưng mà ấm ức rồi cũng đâu có được gì đâu. Mình phải cố gắng mình chứng minh thôi. Học xong hết 12, lúc đó là ước mơ là thi vào tâm lý học, cũng ước mơ là vô nghệ thuật đó anh. Cũng về nói với ba mẹ, nhưng mà mẹ em nói là mẹ không có lo nổi. Hoàn cảnh gia đình em thì lúc đó cũng là thiếu nợ nữa. Mẹ em với ba em thì lúc đó đang ở đậu bên nhà bà nội. Cho nên là em mới nghỉ học, em không học nữa. Em xin mẹ lên Sài Gòn làm. Em học xong lớp mấy em nghỉ ta? 12 anh. 12. Dạ. Lúc đó em tìm ở trên mạng công việc như phụ giúp quán ăn này nọ đó. Em ghi cái địa chỉ lại rồi em mới để ở trong ba lô á. Lúc đó là đi là trong người mẹ em chỉ còn có 800 thôi. Mẹ em cho em 700 là đi xe với lại lên đây luôn á. Là từ Vĩnh Long em lên đây luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì vé xe hình như là có 115.000 à. Đi lên đây, đi tới bến xe miền Tây, cái em bị địa chỉ, điện thoại là quần áo là em để trong ba lô là bị lấy hết luôn. Em đi vòng vòng cái bến xe em mới mượn điện thoại của người ta em điện, nhưng mà người ta không cho, người ta tưởng người ta sợ là em lừa gạt á. Rồi em đi bộ, lúc đó không biết đường đi, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn á. Không có tiền luôn. Dạ không có tiền. Đi tới ngay chân cái đi dài vậy đó. Lúc đó là tại vì em đi buổi trưa cho nên lên trên đây là khoảng tầm là 4 giờ rồi, mà bị lừa cái khoảng thời gian nữa thì ra cái thời gian mà em đi là khoảng tầm cỡ 5 giờ mấy 6 giờ. Cái ngay chân cái chỗ mà mấy cái quầy mà người ta ngồi mà người ta đợi xe buýt á. Lúc đó là em ngồi đó em khóc đói nè, khát nè. Lúc đó thì may mắn là có được một cái phần ít nước thừa với lại bánh mì á chị. Người ta ăn người ta bỏ lại cái xe buýt đó. Mình dùng cái đó. Cái khoảng
khoảng tầm tới 7 giờ tối. Lúc đó là còn đeo cái đồng hồ bít tít màu đen á, cũng còn biết giờ. Vòng vòng đi dọc theo cái bờ đó đi hoài luôn, tại không biết đường mà, mỏi quá rồi. À, thấy cái chỗ đó có một cái công viên á, em mới vô đó em ngồi, em cũng khóc đó. Tới tối khoảng tầm 8 giờ, em may mắn em gặp được hai vị ân nhân mà có lẽ là em nhớ suốt cuộc đời luôn. Hai người này là kiểu đi tiệc về á, một anh này là sáng mắt nhưng mà chở một chị này là người mù. Hai người đi đám tiệc về, ảnh mới gặp em ngồi chỗ đó. Anh hỏi là sao lại khóc, em mới kể cho anh nghe như vậy. Thì anh bảo là à, em là đồng hương. Không ấy thôi, về cơ sở của anh ngủ đi, rồi sáng mai có việc anh tìm việc cho làm. Em về cơ sở ở, thì tới sáng thì anh mới bảo là em ở lại làm đi. Tại vì công việc ở đây mấy chị này bị khiếm thị á, em ở đây dẫn khách lên cho mấy chị đi, em ở lại làm. Khoảng 2 tuần sau công việc bắt đầu dẫn khách nó ổn định, thì em mới ưa có cái vụ là em ưa đem nước lên cho khách á. Cái em thấy là mấy chị làm mấy cái động tác á, cái em bắt chước. Cái bữa đó cái em mới nói vui thôi, em vừa nói chơi mà giống như là em cũng vừa muốn thử với công việc massage. Em mới nói với cái anh chủ đó, cái anh mà đưa em vô cái chỗ đó, em nói là anh ơi không mấy anh cho em lên làm massage thử đi. Em biết bấm nguyệt chút chút rồi, anh mới nằm xuống anh nói là vậy em lên em làm cho anh thử đi. Cái em bấm 2-3 cái thì nó vô nguyệt. Anh nói là ờ thằng bé này nó massage được, để tao dạy cho. Rồi anh dạy cho em khoảng tầm tuần sau là em lên khách luôn á. Dạ. Làm đi em làm luôn. Đấy dạ. Là công việc đầu tiên của em ở Sài dạ, Gòn luôn đúng hả? Rồi. Rồi em gắn bó với nó lâu không Tài? Lúc đó thì làm khoảng tầm nửa năm, không tới 4 tháng à. 4 tháng đó em kiếm được một khoản kha khá, em gửi tiền về cho ba mẹ em cắt nhà. Một tháng anh đó anh trả em bao nhiêu? Không, em trong đó thì em làm cái đầu vé vào á, thì một vé như vậy là 200 ngàn. Nhưng mà em được 50, anh đó được 150. Công việc này thì nhờ vào tiền bo. Cái thứ hai nữa là em làm công việc đó thì ở trong đó toàn là nữ nhưng mà người khiếm thị không à. Riêng là em trong giới này thì có nhiều người trong giới này bắt đầu cái tiệm đó phất lên à. Người ta vào và người ta có hẹn riêng ra ngoài á. Cái nghề đó em tiếp xúc với nhiều người á, có dạ, có những cái tình huống nào kiểu dở khóc dở cười dạ, đương nhiên rồi không? Người ta nói massage là một cái, người ta dùng cái từ đó massage trong cái sạch là massage gì cưng. Massage này mình không ngờ cái vị ân nhân của mình á, mình ngỡ là cái người đó là người ta sẽ thương mình giúp mình, nhưng không ngờ người đó là người ta bán mình. Cái tuần đầu tiên người ta cho em lên làm khách đó, buổi chiều hôm đó là có một cái anh nó vô, anh đó là một bác sĩ đang làm massage thì mọi chuyện nó cũng ok. Cái xảy ra cái tình tiết mình không mong muốn, lúc đó sợ chạy ra, nhưng mà ở ngoài là có cái anh đó đón đầu ngoài sẵn rồi, đi vào đi anh nhận tiền người ta rồi. Là cái đó là lần đầu của em là luôn. Là cái anh mà cứu em đó. Dạ đúng rồi. Sau cái lần đó xong em quyết định là thôi mình lỡ hư rồi, mình cũng chưa có giúp được cho ba mẹ mình cái gì, hay là bây giờ mình thả theo đại đi, kiếm tiền rồi mình giúp, rồi sau này rồi mình ổn định công việc của mình sao. Xong cái đêm hôm đó qua tuần sau á, thì những cái người khách vô á, người ta có ngã giá và người ta trả tiền cho em để đi ra ngoài với người ta. Không phải là ai cũng quan hệ cái chuyện tình dục, mà là có nhiều người, người ta chỉ cần mình, người ta sống trong cái thế giới này á, có nhiều người, người ta làm công nhân viên chức, người ta phải kín á, người ta cần mình để tâm sự với người ta. Có nhiều người sẵn sàng bỏ ra cho em một đêm là 7 triệu, 8 triệu, có khi 10 triệu nữa. Vô không có làm gì hết trơn, vô chỉ cần ngồi nói chuyện tới sáng thôi. Mới ban đầu thì người ta lợi, người ta ngã giá với anh chủ trước, là ví dụ như độ tầm mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, thì ba em đi chơi là khoảng tầm từ 6 giờ tối cho tới tới sáng đó. Sáng hôm sau. Dạ đúng rồi, nhưng mà người ta chỉ tính cái mức độ là từ 6 giờ tới 11 giờ tối cái giờ đóng cửa thôi. Thì giờ đó em nào được bao nhiêu khách thì anh ta phải trả bao nhiêu tiền cho cái chủ đó đó. Thì một suất như vậy là có 45 phút à, thì bắt đầu nó tính tiền thì nó lấy dần. Còn em thì em đi tới sáng thì người ta chở em về chỗ đó. Thì khoảng tầm 4 tháng thôi là em cắt nhà được cho mẹ rồi. Cắt nhà được cho ba mẹ dọn ở riêng ok rồi. Nhưng mà ba mẹ điện lên, ba mẹ nói là còn thiếu tiền á. Làm công việc này á thì nó quen cái mặt mình á, rồi khách nó không có chọn nữa. Em qua quận nhất em làm. Em làm khoảng tầm cỡ nửa năm nữa cũng cái nghề đó luôn, nhưng mà có lẽ nó mạnh hơn. Nó mạnh đô hơn, cái số tiền kiếm được nó cũng nhiều hơn. Cho về ba mẹ em tậu giường đất này nọ, trả nợ. Xong khoảng thời gian đó em tính là em nghỉ rồi, nhưng mà lúc đó là gần nghỉ rồi, còn 2 ngày nữa là em nói với anh chủ là cho em về quê. Thì là em xin nghỉ luôn hả? Dạ. Cái em gặp một cái khách này, là cái người này người ta giúp đỡ em, người ta thương em, người ta nghe em kể câu chuyện của mình á, người ta mới cho em tiền đi học make up. Em trở lại Gò Vấp em học. Bắt đầu thì em mới triển khai, em về Cần Thơ của mình đó, em học thêm móng mặt về da nè, rồi sau đó thì em mở tiệm. Tại sao em không bắt đầu cái công việc của mình ở thành phố Hồ Chí Minh việc make up á, mà em lại quay về Vĩnh Long? Tại vì em thấy nó xô bồ quá. Cái ngưỡng cửa mà mình bắt đầu mình cảm nhận cái bản thân của mình không còn sạch nữa là ở cái mảnh đất này. Cho nên là em nghĩ là bây giờ tìm cái mảnh đất khác mình vun trồng lên đi. Rồi từ từ nếu như mà sau này cái mầm của mình nó tốt đó thì mình trở lại cũng không có muộn. Là em muốn trốn tránh khỏi những cái câu chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi lần nhớ lại cảm thấy là giống như là mình lên mình có thể là mình dạy cho người ta những cái bài mà nó sạch, nó đẹp, nhưng mà thật sự cái bản thân của mình không ra gì hết.
Tại vì nghe cái mảnh đất Sài Gòn này là bạn ấy đang không trong sạch rồi, nên bạn ấy muốn trở về một chỗ khác, người ta không biết về mình thì mình về ấy sống hơn. Dạ. Mà sao mặt em đỏ à, hơn hiện luôn. Tại em đang cái vi tinh chất á, vô em tái tạo cho da mặt đẹp. Dạ. Công việc make up của em nó có suôn sẻ không ta? Dạ cũng ok. Ở đó thì chủ yếu là em làm cô dâu đi dạ tiệc, cái thứ hai nữa là làm cho mấy chị doanh nhân mà đi nhận về mấy cái chứng nhận về mỹ phẩm rồi là nhiều. Em mở spa. Dạ đúng rồi. Vẫn ở Vĩnh Long luôn. Dạ, vẫn ở Vĩnh Long luôn. Công việc em bây giờ chắc ổn định rồi đúng không? Dạ, công việc cũng ổn. Rồi cái sự nghiệp của em bây giờ nó khá thành công như vậy á. Dạ. Thì ba mẹ của em đối diện với cái vấn đề giới tính của em như thế nào? Có lẽ là từ khi mà em làm thì em cắt được nhà cho ba mẹ, thì lúc đó là ba em có cái nhìn thoáng hơn, thiện cảm hơn với em. Và đến hiện tại bây giờ thì ba em chấp nhận rồi. Dạ. Và chấp nhận một cách là có thể nói là ba em chấp nhận thuyết phục á. Tại vì ngày xưa ba em từng nhận xét em như thế nào thì ngày hôm nay thì những cái minh chứng đó nó được đáp trả lại hết. Thứ nhất em và em thành công. Dạ. Yeah. Và em lo cho gia đình. Điều đó chứng minh là người LGBT hay là con trai gái bình thường đều xứng đáng. Dạ yeah, đúng rồi. Tại vì em vẫn giỏi như một người con trai gái bình thường. Em vẫn lo cho gia đình, em vẫn có hiếu. Dạ. Yeah. Em thành công vậy thì chị nghĩ cái giới tính em như thế nào thì ba mẹ em cũng sẽ công nhận và yêu thương em. Câu chuyện tình yêu của em á, nó mối có... tình đầu. Mối tình đầu hả? Lúc mấy tuổi? Mối tình đầu của em thì nếu như mà gọi là cái chuyện quan hệ lần đầu á, là cái chuyện lúc nãy. Là còn... chuyện với anh bác sĩ. À, đúng bác rồi. Sĩ. Dạ. Còn nếu như mà tình cảm lần đầu thì nó tình cảm thật sự đi. Lúc em còn đi học lớp 12 á, đầu năm 12. Dạ. Em có quen một cái anh đó, cái công việc của anh là chuyên chở vận hành rau cải, rau củ của mình á, lên các cái chợ đầu mối nè. Ngày xưa em ngu dại lắm. Em nhìn nhận và đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài á. Người ta từ ở cũng xa lắm, người ta lên người ta thăm em. Nhưng mà... xa là đâu cưng? Tiền Giang, Kiên Giang gì đó. À, Tiền Giang, dạ. Kiên Giang. Nhưng mà lên với một cái xe cà tàng á chị. Rồi lúc đó là em nhìn nhận, em đánh giá người ta. Anh đi xem ra hả? Dạ đúng rồi. Mà cái xe mà để chở rau củ thì anh mới bảo là em đừng có buồn. Vài bữa nữa anh sẽ mua chiếc ok hơn để lên đứa em đi chơi. Em nói là bây giờ anh lên đây anh còn chưa có gì, vài bữa nữa thì làm sao mà anh có. Rồi em nói như vậy rồi em về rồi em cắt đứt mọi liên lạc với người ta luôn. Lúc đó thì vài bữa sau thì em nghe tin anh. Nhưng mà tại sao em cắt đứt liên lạc với người ta? Tại vì lúc đó em suy nghĩ không có tới chị. Em nói là bây giờ mình đã như vậy, hoàn cảnh mình đã vậy rồi, mình muốn tìm được một cái người nào đó để mà người ta giúp đỡ mình á. Hồi gặp người này nghèo quá. Ủa, dạ đúng rồi, lúc đó suy nghĩ ngu lắm, không có suy nghĩ biết được chuyện tình người đâu, ngu dữ lắm, ngu luôn. Đó là mối tình đầu của em. Mãn đi khoảng một thời gian. Lúc đó thì em làm việc ở trên Sài Gòn, em mới vừa về quê em học nghề á. Em có quen một cái anh đó là anh làm việc ở Cần Thơ. Quen nhau được 6 ngày, mọi chuyện tình cảm đều diễn ok hết. Những cái ước mơ, những cái định luật anh đưa vào câu chuyện rất là đẹp. Anh khơi gợi những cái bản vẽ rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà cuối cùng 6 ngày sau anh ấy mất tiêu, mất tích luôn, không có liên lạc được. Anh ấy chặn Zalo, chặn Facebook, chặn số điện thoại, tất cả mọi thứ, không liên lạc được với anh ấy. Rồi anh ấy đi, ra đi một cách im lặng. Cho chị hỏi này nè, tại sao em không nghĩ là hai người khổ đến với nhau, gầy dựng lên, thành công? Dạ. Nó có mà. Ban nãy Tài có nói là lúc đấy Tài còn quá nhỏ để suy nghĩ đến chuyện đó. Cái đầu nó trẻ lắm nhỉ. Nếu như mà hoàn cảnh khổ gặp khổ để mà cố gắng phấn đấu lên. Đó là cái hoàn cảnh mà em gặp ở mối tình thứ ba đó. Cái anh này ảnh ở Kiên Giang. Thì mới ban đầu quen nhau thì em mới vừa chơi TikTok khoảng tầm cỡ nửa năm mà. Thì ảnh có theo dõi clip của em á. Rồi ảnh thích, ảnh tìm cách nhắn tin. Mà em tức ở chỗ là tại sao mà cái nick của em không kiếm mà lại đi kiếm bên Facebook những cái bài mà người ta chia sẻ về mấy cái bài TikTok của em á. Ảnh bình luận vào đó thì em đâu có thấy đâu. Khoảng tầm cỡ thêm một tháng nữa, lúc đó thì qua bên tin nhắn á, thì em mới thấy là anh này nhắn tin cho em ở bên tin nhắn chờ ở bên Facebook á. Lúc đó em thấy cái hình đại diện này cũng ok nè, cũng đẹp, vô nhắn tin. Cũng mê trai đó. Mê trai đèn. Dạ đúng rồi. Em nhắn tin với anh đó thì anh cũng kể cho em nghe là anh đã theo dõi em như vậy đó. Lúc đó thì anh đang có một cái cuộc nhậu với lại bạn bè của anh ở Kiên Giang. Nhưng mà thấy em chấp nhận kết bạn ở bên Facebook á. Xong rồi kết bạn với Zalo, anh ấy bỏ cái cuộc nhậu đó. Đúng rồi. Về để điện thoại cho em. Thì mình cũng cảm thấy là anh cũng coi trọng mình. Anh bỏ một cái những cái mối quan hệ quen biết của anh trước đây để mà anh về nói chuyện với mình. Thì đâm ra là mình cũng có cảm tình. Quen nhau vài ngày anh nói là hoàn cảnh của anh thì bây giờ thì anh cũng chưa có gì trong tay hết. Thì em nói là không sao. Em cũng đã từng đánh mất một cái tình cảm mà người ta đi từ con số 0 lên á. Nên em trân trọng cái mối tình này. Nếu như mà cố gắng thì em nghĩ sẽ thành công thôi. Tại vì hai người đến với nhau á, nó hợp. Nó phức lên rất nhanh. Lần đầu tiên gặp em lừa em bảo là 10 ngày nữa là sinh nhật của em rồi đó. Nếu như anh thương em thật sự thì anh lên em chơi. Nhưng mà không phải sinh nhật. Không phải sinh nhật. Em nói xạo. Đúng rồi. 10 ngày sau anh lên thiệt.
Anh lên đi chơi 2 ngày. Ngày đầu tiên thì anh chở em qua Đồng Tháp chơi, rồi ngày thứ hai thì chở qua Cần Thơ chơi. Mọi chuyện ok lắm, đẹp. Rồi anh ấy chở em về tiệm lại em làm. Anh ấy về dưới thì khoảng tầm 3 tuần nữa là tới Tết. Anh ấy mới bảo là em có muốn xuống nhà anh chơi không? Em nói có. Sáng ngày 30 là bắt đầu, ngày đó là em làm khách đó. 30 Tết hả chưa? 30 Tết em làm khách. Em làm khách từ 6 giờ rưỡi sáng, tại vì mở cửa sớm Tết mà. 6 giờ rưỡi mở cửa rồi, làm khách cho tới 10 giờ tối luôn. 9 giờ sáng ảnh qua, thì ảnh mới ngồi đó, ảnh sắp chờ xếp. Chờ em hả? Dạ, ảnh chờ em. Ảnh nấu nướng, khi ảnh làm đầu bếp ở Wimber chị. Chắc chưa khi mà em và sư phụ của em làm nó mệt á, ảnh dọn đồ ăn ra, rồi dùng với nhau gì đó. Rồi tới tối, ảnh đợi em làm khách xong, tắm rửa này nọ, anh chở em đi coi bắn pháo hoa. Đẹp lắm. Xong đi pháo hoa đó thì anh muốn khách sạn ở. Rồi sáng mùng 1 anh chở em về dưới, em chơi 10 mùng luôn á, không có về nhà luôn. Mê trai đến mức độ vậy đó. Ở mùng 1 tới mùng 10 luôn. Rồi ở nhà anh đó. Ở nhà anh đó. Thì Tết năm đó thì ảnh về dưới, anh dắt em ra mắt toàn bộ mọi người trong nhà anh hết luôn. Anh ba, chị ba hay là tất cả mọi người anh dẫn tới nhà hết. Giống như ra mắt dâu. Đúng rồi. Ra mắt nàng dâu. Dạ. Nhà ảnh mở khu du lịch đảo. Cái hòn của ảnh là hòn Bờ Đập. Tết năm đó thì ảnh cho em ở trong nhà chơi tới mùng 3. Mùng 4 là bắt đầu là rước khách vô á. Khách vô khu du lịch rất là nhiều. Em ra ngoài đó thì em phụ, em buôn bán nước rồi này kia nè. Rồi em dẫn khách xuống tâm, em ghi mấy cái bill rồi này kia đó. Mà hạnh phúc ha. Dạ, đẹp lắm. Hạnh phúc đơn sơ. Có nhiều khi làm á, có nhiều khi mấy ông khách mà ăn uống xỉn rượu mà lên nói chuyện với mình á, cái ông ghen á, cái ổng lại giống như là ổng đánh người ta vậy đó. Trời ơi. Vậy đó. Thì mình nghĩ người ta thương mình, người ta mới như vậy đúng không? Rồi được bao nhiêu lâu cưng? Chơi hết 10 ngày đó em về đem làm được 1 tháng nữa. Cái anh mới nói là em ơi, anh gần đi Mỹ rồi. Anh muốn đi qua bển nặng kiếm tiền, nặng lo cho tương lai của gia đình với lại đứa hai đứa mình nữa. Không mấy em xuống đây ở với anh 1 tháng đi, để qua bển anh đỡ phải nhớ này nọ. Em chưa đồng ý nữa là sáng hôm sau lên rước rồi. Xuống như ở hạnh phúc với nhau đang chớm nở khoảng được nửa tháng. Đó là em đang đăng cái bài TikTok lên á. Xui là điện thoại em nó hết pin. Em mới mượn điện thoại của anh đăng em xem cái lượt like với cái lượt comment như thế nào á. Bỗng nhiên trời bất dung gian. Có một cái dòng tin nhắn Zalo hiện về. Em kể cho anh chị nghe là lúc mà cái anh này anh come out với gia đình của ảnh á, là ba mẹ không có chấp nhận. Cho nên là ảnh mới ra Phú Quốc ảnh làm. Ảnh xin vào một cái chân là phụ bếp thôi. Rồi dần dần thì ảnh lên được bếp chính luôn. Thì ở ngoài đó thì ảnh có quen một cái người là một cái bạn boss đó. Hai người sống hạnh phúc với nhau. Trong thời gian mà gia đình anh này không chấp nhận thì bạn đó là san sẻ và chia sẻ với anh đó. Gần tới Tết cái anh này nè mới rủ cái anh này về ra mắt gia đình. Mà cái anh boss này không có chịu. Đâm ra là cái anh này nghĩ là vậy là bé này nó quen mình là nó đâu có nghĩ đến chuyện lâu dài đâu. Anh ta đang chán nản rồi bắt đầu anh ta nhắn tin cho em đó. Tức là bây giờ nếu mà suy nghĩ em chỉ là một người thay thế đang rạn nứt thì mới nhắn tin cho em. Rồi khi mà em ở bên cạnh vui vẻ hạnh phúc thì bên kia trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi tình yêu người ta ngày xưa giờ mà người ta có nhiều kỷ niệm mà. Tình cũ không rủ cũng đến. Anh đó có follow TikTok em, có cái bạn Facebook luôn mà em không có biết. Ra đảo em mưa có selfie chụp hình chung với anh này á, em mưa đăng lên Facebook á. Khoảng tầm nửa tiếng sau anh bạn của em nè lướt Facebook á, thấy là anh chửi em không có cho đăng. Rồi sau đó em lên em tắt, em xóa đi. Mà không may là cái anh kia đã có xem rồi. Anh ta chụp màn hình lại á, rồi gửi qua bên Zalo thì hiện về là ai đây. Thì lúc đó em đọc xong rồi cái anh kia có trả lời là đây là thằng em của anh. Mà ông chưa kịp xóa. Ông chưa kịp xóa. Nói chung là hai người đang nhắn tin cái em mượn đó, đâm qua em mượn. Trời đó. Trời bất dung gian. Dạ. Rồi hình như cũng quên hay sao người đưa đó. Rồi xong cái em vô em thấy vậy cái em Dạ ông cũng không có nghĩ là điện thoại của ổng là em giữ. Dạ đúng rồi. Nhắn tin qua lại thì em đọc là anh đó bảo là em là một người em họ của ảnh. Em thích ảnh nhưng mà anh không có thích em. Xin chụp hình chung nhưng mà ảnh la hoài không có cho. Mới đăng anh kêu xóa. Cái em hỏi là sao kỳ vậy thì anh nói là anh xin lỗi. Tại vì anh không, dù cho mối tình cũ hay là mới gì, anh cũng không muốn khiến ai phải đau lòng hết. Anh muốn từ từ rồi để cho người đó sẽ nguôi ngoai anh thôi. Thì em cũng ok. Nếu như mà anh nói gì thì ổn. Tại vì đâm ra anh có cái lòng thương người á. Nhưng mà không phải, đó là một cái sự lựa chọn. Anh ta còn muốn chần chừ để có cái sự lựa chọn là xem bên nào ok hơn để mà anh ta quay về. Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹ. Dạ đúng rồi. Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹ. Anh đó đang dục lên trên bàn cân và ảnh cân. Cái bên nào nặng hơn? Đúng rồi. Anh lấy bạc thì anh để lại vàng thì anh bỏ vào túi. Dạ. Đúng không Tuân? Em không biết đâu, chị hỏi em. Em có bao giờ như còn, thế còn không là cái tình nghĩa bên kia quá nặng. Tiếp theo câu chuyện đó như thế nào? Đến cái ngày em gần khai trương cái tiệm của em á, em có điện em nói với ảnh là giả tỷ như còn 3 ngày nữa là tới ngày khai trương, em mời anh lên đang ăn uống với lại học viên trong tiệm đó. 2 ngày là anh lên mất tiêu rồi. Chưa tới ngày thứ 3 anh lên. Cái em mới hỏi là sao anh lên sớm. Anh bảo là anh nhớ nên lên thăm thôi. 30 phút sau, bạn của anh đó ở ngoài Phú Quốc á mới nhắn tin qua Facebook của em, bảo là anh đó đang lên thăm ông phải không. Thì em nói là sao không biết. Thì cái bạn đó mới bảo là anh đó mới ở với tôi nè, sẵn đường lên thăm ông thôi.
chứ không phải là từ ở dưới nhà mà lên ông đâu. Mình cũng buồn, kiểu giống như mình chỉ là một cái người thay thế ở thời điểm đó. Cái thứ hai nữa là sẵn con đường đó mà người ta tìm đến mình. Ủa sao em không hỏi để biết? Em hỏi anh đó không nói gì hết. Em hỏi sao thì nói anh xin lỗi. Vậy là cái câu chuyện này nó cũng đúng như bạn kia kể rồi. Nhưng mà chị nghĩ anh nó cũng có tình cảm với em, mới sẵn đường lên thăm. Chứ nếu mà không có thương em, người ta đến bên kia xong ta đi về luôn. Cái bạn kia thì trong tình yêu bạn dùng cái biện pháp đó là bạn im lặng. Mà im lặng mà xoa dịu á. Giống như là bạn không nói lời chia tay, nhưng mà khi ở bên mình xảy ra cái việc gì á, là đâm ra là cái người an ủi là cái bạn bên này. Còn cái bản năng của em thì không được như vậy. Cái bản nhưng năng của em ghen lắm. Chị sẽ để anh đó tự chọn. Em có nghĩ đến cái vấn đề đó. Rồi sau đó thì ảnh ăn tiệc xong, ảnh về dưới, em cũng bình thường với ảnh à. 2-3 ngày sau anh nhắn tin bảo là anh hứa với em, anh từ bỏ tất cả để anh chọn em, anh không chọn mấy cái kia nữa đâu, em đừng có phải buồn này nọ. Sinh nhật em á, ảnh lên ảnh làm. Sinh nhật thật của em á nha, ảnh lên ảnh làm. Ảnh nấu nướng, ảnh bài trí ok hết, ảnh tặng quà phẩm này kia kia nọ. Sinh nhật thật, tại lúc đầu sinh nhật giả mà. Tại lúc đầu là sinh nhật ảo á. Rồi sau đó thì ảnh làm, ảnh bài trí cho em, ảnh làm cho mọi người giống như là kiểu đây là người thương mình thiệt lòng vậy đó. Mà ảnh đi mấy hôm sau là ở dưới là sinh nhật bạn kia, anh cũng đi ra Phú Quốc, anh cũng làm y chang cho người ta vậy á. Cái kết á là em tự rút lui hay sao? Em không rút lui, tự động anh đó anh nói, anh điện cho em, anh nói là anh xin lỗi em, anh thương em nhiều lắm, em có được những cái mà anh cần, cả về tình cảm lẫn tình dục em đều ok, nhưng mà anh xin lỗi, anh chọn người kia rồi. Ảnh ra đi em chỉ hỏi là tại sao thôi. Ảnh quăng vô mặt em một câu mà đến bây giờ em vẫn còn đau. Kể từ bây giờ á, em đừng có mặc định là một túp liều tranh hay quả tim vàng nữa. Không có đâu. Bây giờ là ai cũng cần tiền để sống hết á. Mình mà nghèo á, dù mình như thế nào đi chăng nữa người ta cũng không cần mình đâu. Cái gì cũng chấp nhận được, cái gì cũng có thể thông cảm được, nhưng câu nói này không thông cảm được. Yeah. Câu nói này rất là bạc. Anh đấy đưa bọn em lên bàn cân, anh đấy thấy bạn kia điều kiện tốt hơn. Điều kiện thì nói câu đó là bàn cân đó. Bạn nói đấy là không thể nào mà nghèo mà yêu nhau được, không thể nào một túp liều tranh mà hai quả tim vàng. Là rõ ràng là phải tiền bạc rồi. Đó, dạ, thì dục lên bằng căn nãy chị nói đó. Bên bạc, bên vàng thì cuối cùng chọn bên vàng. Đến bây giờ em không buồn nữa. Tại vì em nghĩ là chắc là kiếp trước mình thiếu nợ nhau ít quá. Cho nên là kiếp này mình trả nó đi chứ. Tới nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ mình bắt đầu, nếu như mà ở thời gian sau này mình gặp được người ok hơn thì sao? Có lẽ ông trời ông bày cho mình cái vị trí như vậy thì em không buồn nữa. À em, nhưng mà trước đó em với lại cái bạn tình yêu cũ của anh đó đó, có liên lạc với nhau đó. À dạ có. Thì hiện tại bây giờ vẫn còn là bạn. Cái việc mà em biết cái anh đó đang đặt lên cái bàn cân á, mà em chấp nhận mình là một cái sự lựa chọn á, thì cái chuyện người ta không tôn trọng mình đối với anh nhá là cái việc đương nhiên. Dạ. Yeah. Tại vì trong tình yêu anh nghĩ là không nên để mình trở thành một cái sự lựa chọn của ai hết á. Yeah. Cái việc mà em tự đưa mình vào một cái sự lựa chọn á thì người ta đâu có tôn trọng em được. Đúng rồi. Mình có thể thông cảm với người ta thôi, là mình là người đứng sau. Dạ. Yeah. Nhưng nếu như người ta đến với mình, người ta sẽ chấm dứt với người cũ, còn không mình sẽ là người rút lui để cho người ta trăm năm hạnh phúc. Dạ. Yeah. Chị thấy em cũng đâu có phải là nghèo khổ gì đâu. Dạ. Yeah. Em cũng có tiệm, em cũng có, em có sự nghiệp, em có việc làm, em có tất cả mọi thứ, cho nên em cũng rất ok, chứ phải là nghèo sơ nghèo sáng mà ổng phải làm phải nói qua đó. Dạ. Yeah. Rồi Tài có dự định tương lai gì cho bản thân mình không? Tương lai của em thì hiện tại thì em vẫn tiếp tục làm công việc. Tương lai thứ hai, nếu như mà may mắn được sự giúp đỡ cũng như là mình có cái duyên với nghề á, thì em sẽ theo đuổi cái đam mê của mình. Cái lý do em làm TikTok là do em muốn được nổi tiếng và muốn được thể hiện bản thân. Dạ đúng rồi. Tại vì em thích những cái mà giả tỷ như khi mà làm một chương trình á, giống như ngày xưa em có coi Ký Ức Miền Tây rồi nè, khi mà có lồng những cái tiếng nó vào, hoặc là đóng phim hoặc là hát gì đó, em rất là thích, đam mê cái đó nhiều lắm. Rồi mà khi em mở spa, từ make up mở sang spa nó có gì khó khăn không ta? Cũng không khó khăn lắm. Tại vì chủ yếu là một cái số tiền mà em làm ở trên này em cũng có dành dụm riêng cho em một phần. Cái phần thứ hai nữa thì cũng có trong cái lúc mà em làm, tại vì em được nhận vào cái chỗ đó người ta dạy nghề mà vừa làm mà vừa học mà vừa làm á, là cũng có tiền luôn. Tức là sau khi em rành nghề ra thì em có một số vốn để em mở luôn. Dạ. Rồi hiện tại thì em đang làm make up, đang làm spa luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi khi mà mọi thứ đang ổn như vậy, em có ý định chuyển hướng nào mà theo đúng cái đam mê của mình? Nếu như mà có cơ hội được thực hiện cái đam mê của mình thì em từ bỏ tất cả cũng được. Cái yêu thích của mình là thứ nhất là mình không có bằng cấp gì để dấn thân vào nghệ thuật. Chỉ có bằng cách là mình sử dụng những cái mạng xã hội để nhiều người biết tới mình thôi. Rồi bắt đầu nếu như mà may ra thì mình được nổi tiếng. Còn cái thứ hai nữa đó là khi mà muốn được vào showbiz thì em nghĩ phải cần một người giúp đỡ. Em chỉ cầu mong là nếu như tổ nghiệp thương và cho em được vào giới nghệ thuật á, thì em sẽ cố gắng cống hiến hết mình. Nhưng mà chị khuyên em luôn, em đừng bỏ những thứ em đang có. Tại vì nghệ thuật không phải dễ dàng ai cũng có thể theo đuổi được. Theo đuổi đam mê thôi nha. Dạ. Còn sự nghiệp của em đang có, em phải giữ, em phải phát huy lên.